Umana semana ya. Volta já baloco, mais coisa, chama metri. Vou fazer já. Vamos bombar. Mas avô, agora vou vir lá, avô. Pega treino. Oke, okay, hello, jagoannya. Oke, okay, hello, jagoan Mite Domingo. Oke, okay, hello, jagoan Tommy Victory. Oke, okay, hello, jagoan Mite Lindo. Oke, okay, hello, jagoan Mite Nomatiloy. Oke, okay, hello, jagoan Mite Nofedi. Oke, okay, chào mừng các bạn, xin chào các bạn, chào mừng Joffy. Hôm nay là tập thứ hai là thực hiện lời hứa, đó là xây nhà 20 mét vuông cho mẹ Lindo. Đấy, tặng chứ, tặng mẹ Lindo. Chứ ai là lấy nó cho đấy, tặng. Bây giờ không biết là đất như thế nào, tình hình là đất đất có thừa không. Ô mama, bon dia. Bon dia. Dạ. Obrigada. Dạ. Obrigada. Ok. Sim, obrigada. Isso. Bon dia. Muito obrigada. Disse dekili dia jafala fazeu uma casa 20 metros ofice mama. Obrigada. Sim, obrigada. Agora eu vai ali só vai treino com treino tenho. Ya. Yeah. Eh, mas a minha chegada com Duana. Vai só se construir onde? A mãe quer qual lado? Qual é lado? Agora não sei treino mama fica onde. Aqui tu treino mama. Nhà bây giờ toàn nhà đất mà xây mì xi măng ấy. Hả? Lâu rồi. Sao đây anh bục cái xi măng của bố kìa. Hả? Nhà đi nhà đất. Ngồi mà đẻo cái này không thể nghe nhà sập luôn đi. Si ông mang tay lùi vai sụt tay ba chi tu lùi ra. Đủ. Đây xi măng này, lên đồ phí tiền thật đấy. Không phải lên đồ lắm. Ai làm? Không biết. Để tiền mua xi măng này xây được block cũ ở đây. Đúng. Để tiền mua xi măng này xây gạch gạch tắp lô lên từng này thôi, không ra đấy, lúc nào có tiền rồi ra tiếp. Đúng. Ui, nhà đất này ra phí tiền thật, ra từng này nhiều tiền đấy, mà ra này. Dạ không được này. Thì mấy từ gì? Mấy từ gì? Mấy từ lời nè. Mấy xe lindo. Lindo nó phải đi xe. Dạ. Ah, ele não leva a régua. Só leva pau. Ok. Mete ali, mete ali. Dạ, agora, ande. À, hay là xây bên nữa, xây nhìn ra nhà Mỹ. Yeah. Ya. Dice, ¿cuál es tu manga? ¿Vos fallé eso? Aquí te queda baño. Aquí. Tipo aquí. Ah, ¿ni nada? Ya. Ven. Ah, bota la frente. Ya. Bota la frente. A mí no. Yo voy a ir a la cueva. Ya, ¿no? Apa na. Kena ku kalahin nenek. Abu cukir abu. Kena ku kalahin nenek. Baik, mama. Baik, mama. Kena ya deh, bapun weh, ipala no, ipanya ya bubu ke apa na. Endu ku no, kemana ke, kau cipa na cuma. Parain kalan tadi? Gen weh ya deh, wapo, ye polokan na kati to, ye imbala kari ku apa na. Ya, ye cukir me pata. Menoy lah. Dap. Dap tinya ni dah. Ya.
Bắt đầu là sai bên đi. Để đây mà để nhà kho gì? Yeah, lớn quá đây. Es come, es de sa. Ah, es de sa, después tengo cosa tipo mae tío, tipo cosa meteli. Ah, papá, tío, papá. Coñero. Ona, ay chugira no gusembre, ya voy a. Sí, ona, ona. No cuesta nada. Sí. Aquí. Aquí, Aquí mismo así, chaval, da. Mưa là mưa chiều này, người dân bên này xây nhà là toàn theo cái hướng mưa. Đấy, mưa tạt bên này thì hướng nhà sẽ bên này. Đấy, tất cả các nhà đều hướng như thế này luôn nhỉ. Không có cái ngược như thế này. Hay nhỉ. Nhà này cũng phía trước, cửa phía trước này. Là cửa phía trước kìa. Dạ. Mở một cái đường này à? Dạ, mở. À, mở cái đường. Mở đi xuống đấy, bắt xa đi xuống. Dạ. À, được rồi, ok rồi. Nhìn quả xoài thèm quá, lúc nãy chưa thấy hái. Đấy. Đấy được rồi chứ. Đấy. Đấy được rồi. Đấy. Nhìn đánh. À, cửa đâm bắt đầu à? Dạ. Đâu không? Mai hôm mai là sẽ mang là vô tờ là dây bờ lông. Bờ lông vừa lên mình đi bán này. Bờ lông rồi, mai đi biết cũng lăn đi phong lên bờ lông. Đi gà lên chị. Le vas sauver, il va passer une semaine, deux semaines ahí. Back 50 bloco. Ah, agora disto só. Lá longe. Não longe. Tu me calei no aqui. Tu me. Mình nói Mandiro liên hệ Alexi để mà mua block và mua gạch. Nhưng mà xa quá. Ở đây thì có đi mặt ta là cả 70 cây. 70 cây để mua block. Hôm kia xe nhà Lindo cũng đi mặt ta là mua mà. Đúng. Ok, umana semana ya. Otra ya bloco, mai coisa, chama metri. Obrigado. Opa, já. Obrigado. Vamos bomba. Mai avô, agora vou vir lá, avô. Pega treino. Tá bem. Vou fazer dois casas. Tá bem. Mais uma casa banho, baladinho. Tá bem. Já. Obrigado, pai. Ok, vamos. Đấy. Thì đất này vẽ Lindo cũng đã vẽ rồi. Thì đợi một tuần nữa mình thiết kế và mình sẽ lấy máy móc ở trên kia về đây và sẽ tiến hành làm luôn. Mama no te mama senti como? Pasi yo vi tendati. O shambu no ligeri na chimani. A meni yo vidia putu. Popia putu. O be kube pidia no goda. Le piti na shambu kwale chinjale. A de chomo la de popia. Vui lắm kono kono. Kono được nhưng mà vui lắm.
tai rung nyekai bui. Ya. Kami ni grup dia berdua ni siapa lah. Ya. Tidak ada problem ya. Ini dia berkata. Ya. Ok, thì video này là mình cũng quay để mà đo đạc nhà cho mẹ Lindo. Đó là một lời hứa cách đây một năm. Thì hôm nay quay trở lại đây và sẽ thực hiện luôn tặng cho mẹ Lindo một căn nhà. Đấy. Nói gì gió nói gì thì nói chứ phải có nhà. Đấy, nhà đàng hoàng rồi sau đi làm mới kia kiếm được tiền đấy. Đỡ phải xây nhà nữa. Mà kiếm tiền là nuôi mấy em đấy, cả các bà Soan, bà Soan, bà Soan, bà Soan, cái xe này mất rồi. Ờ, bùa cái garu gì? Garu gì? Garu gì? Garu gì? Garu gì? Cái xe kia đây sao lại không cho em ngồi mà đi bà Soan ta cù đi đạp bên đi ăn mì, cù đi. Muốn chung vào, muốn chung vào. Đấy, em này là bạn trò của nhà. Bạn sau. Bạn sau à? Bạn sau, dạ. Bạn sau. Dạ. Đi. Đi đây. Ê, lại Lindo y cười y nhảy y nhảy. Thích. Ơi rồi, bắt tay Lindo, bắt tay mình nhỉ? Đây. Đây. Ok. Ê. Ok các bạn, thì video này là cũng xin dừng đấy nhá. Các bạn thấy video này hay, phải nhớ thì cho mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Quang Linh Mới Cuộc Sống cho feed để ủng hộ em nữa nha. Chào các bạn. Ok, bây giờ là đi đến là về bản với là anh Đối Minh với là Vui nhá. Dạ, ba. Ok, hôm nay là hết tập 2 rồi. Eu já falava com lindo. Ei. Eu quero fazer uma casa pequena. Oficina, oficina avô. Casa bonito mesmo. Sabe? Ah, tá. Sim. Avô já muito ano. Sabe? Agora. Đấy, đây là lời hứa là tặng cho bà Lindo một căn nhà 20 mét vuông nhỏ bên mình từ mấy tháng rồi, và tầm một năm rồi. Đấy, như bây giờ mới quay trở lại mới giúp đỡ được bà. Đấy, một căn nhà cho sạch sẽ như anh em tôi thường xây là 20 mét vuông ấy.